Ok, chào mừng tất cả các bạn trở lại với trận chung kết thứ hai ở nội dung trận đấu ở nội dung đôi nữ, cuộc đối đầu giữa Đài Loan và Indonesia. Vâng, rõ ràng ở trong vòng chung kết này thì có rất nhiều các đại diện đến từ Indonesia. Trận đấu trước là hai đại diện đơn nam của Indo, và tiếp theo đây ở trận đấu nội dung đôi nữ và trận đấu tiếp tục là một đại diện của Indonesia, và đây là đại diện duy nhất của Đài Loan có mặt trong trận chung kết này. Mọi người hãy quay trở lại với live stream của Hùng nào. Xin chào Nguyệt Minh nha. Chào Nguyệt Minh xinh gái. Xin chào Trần Thành Long. Chào Ngũ Trang. Xin chào anh Tốt Gián Tường HD. Và chúng ta lại chào nhau tiếp được không ạ? Những ai đang trở lại đã có mặt tại live stream của Hùng rồi, có thể comment một để Hùng có thể nhìn thấy và gọi tên mọi người. Và để cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ live stream của Hùng từ đầu trận đấu thứ nhất đến giờ không ạ? Hello Liên Vũ, hello Nguyên Hưng, hello Trịnh Tấn Dung. Xin chào tất cả 19-20 người đang theo dõi live stream của Hùng. Tôi muốn con số này gấp 10 lần, 20 lần nữa, và rất mong là mọi người có thể giúp mình chia sẻ cái live stream này đến nhiều người hơn nữa. Rất nhiều người muốn thưởng thức những trận đấu này. Hôm nay là buổi thi đấu cuối cùng của giải cầu lông Shibuya Hà Nội Yonex Sunrise 2019 rồi, và chúng ta hãy dành thời gian để theo dõi trận đấu này nha. Đôi nam sẽ là trận đấu cuối cùng như anh Đại Vũ Hoàng Anh ơi, đôi nam sẽ là trận đấu cuối cùng. Và trận đấu đó sẽ diễn ra vào khoảng lúc bốn giờ hơn. Ok, tiếp tục là anh Hoàng Tấn Bình. Anh Hoàng Tấn Bình rất nhiều, anh Hoàng tiếp tục, Hoàng Tấn Bình tiếp tục công tiếp tục bình luận thông tin của các vận động viên trên live stream của Hùng. Nếu mọi người quan tâm đến thông tin các vận động viên có thể xem trên bình luận của anh Hoàng Tấn Bình nha. Cảm ơn anh rất nhiều, anh quá nhiệt tình. Đội Đài Loan gặp đội Indo nha mọi người ơi. Ở gần phía màn hình của chúng ta, cặp đôi áo trắng quần len đến từ Đài Loan và cặp đôi áo hồng đến từ Indonesia. Ok, vậy là trận đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Điểm không đều. Trận đấu thứ hai, trận đấu thứ nhất. Cổ tay kìa. Đây là điểm số đầu tiên của cặp đôi đến từ Đài Loan. Ok, xin chào Tia Quân nha, xin chào Trịnh Tấn Dung. Hello Văn Lưu Tuyết, hello Kemba. Điểm 1-0. Rất đáng tiếc cho tình huống đánh cầu hỏng của các vượt nữ đến từ Đài Loan. Ok, em cảm ơn anh Tấn Bình rất nhiều, anh nhiệt tình quá. Từ hôm qua đến giờ, trong bất cứ trận đấu nào, anh Hoàng Tấn Bình đều theo dõi và đều cung cấp thông tin của các vận động viên cho mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều. Hot rất nhanh, chiều nay vật lý đến từ Indo không thể có một tình huống với cầu tốt. Đổi điểm 2-1 cho Đài Loan. Ok, xin chào chị Anh Hồng nha. Xin chào anh Bình Nguyễn Duy. Mọi người có thể giúp chia sẻ live stream này đến nhiều người hơn nữa, nhiều người hơn nữa đúng không ạ? Một trận đấu hay như này cần có nhiều người xem hơn. Điểm 2-1. Vâng, một pha cầu lỗi, tiếp tục một pha cầu lỗi của đại vượt Indonesia. Điểm 3-1 cho Đài Loan. Tôi sẽ dự đoán trận tỷ số của trận đấu này sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho cặp đôi đến từ Đài Loan. Mọi người nghĩ sao ạ? Rất đáng tiếc, một pha cầu lỗi không đáng có. Đổi điểm 2-3. Woo!
một cầu rất căng nhưng rất tiếc là cầu không qua lưới. Ok, điểm cân bằng 3 đều rồi. Vẫn chưa có khoảng cách điểm số được tạo ra trong những phút thi đấu đầu tiên của set đấu thứ nhất này. Không còn nữa rồi. Với những tình huống như thế thì không bao giờ được cơ cho đối thủ cả. Đội điểm 4-3 cho Đài Loan. Trận đấu giữa Đài Loan và Indonesia. Hello anh Cường Mạnh Nguyên, anh có thấy tiếng của em không ạ? Anh Cường Mạnh Nguyên có thấy tiếng của em không ạ? Ok, điểm lại cân bằng 4 đều rồi, khá căng thẳng. Cơ hội tấn công. Một cầu vẫn còn nhẹ lắm. Chặn cầu rất hay nhưng vẫn chưa thể tấn điểm. Đó là một pha phong cầu ngoài sân. Điểm 5-4 cho Đài Loan, cho Ino. Hello Nhật Anh đang ngồi đâu đây em ơi? Hello anh Trận Đức Mạnh, hello Nguyễn Minh Khang nha. Chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Chúng ta tiếp tục trở lại với set đấu thứ nhất của trận đấu chung kết nội dung đôi nữ. Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Đài Loan. Indonesia phát cầu 5-4. Đây là trận đấu thứ hai nha mọi người ơi. Ok, Trần Thị Thùy Trang nhắn tin cho anh đi, anh sẽ add Facebook này. Mọi người hãy cứ gửi lời mời kết bạn cho Hùng nha. Hãy nhắn tin cho Hùng để Hùng có cơ hội làm quen và kết bạn với mọi người nào. Hùng rất thường xuyên live stream các giải đấu. Và mọi người cứ theo dõi Facebook của Hùng để chế độ xem trước. Bất cứ giải đấu nào Hùng live stream thì mọi người đều có thể dễ dàng theo dõi và nhận được thông báo. Ok, vậy là liên tục 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi đến từ Indonesia. Điểm đang là 7-4 cho Indo. Vẫn còn 5-7 cho Đài Loan. Hello chị Lan Anh, hello chị Cửa Anh Nguyễn, hello Linh Milo. Mọi người tiếp tục cùng chia sẻ live stream lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân được không ạ? Rất nhanh, 8 năm cho Indonesia. Sân có lẽ là động viên nữ đến từ Đài Loan đánh cầu không chính xác từ đầu trận đấu đến giờ. Nhật Bản hết thẳng người đấy. Em đi, đôi Nhật là đôi nào. Tớ cơ bản dòng này cũng không theo dõi thế giới mấy. Mấy đứa lại cập nhật lại thôi. Rất cố gắng nhưng không còn nữa. Còn cố gắng xem tình huống bay nhiều chuyến cầu của tay vợt nữ đến từ Indonesia. Còn rất đáng tiếc trong tình huống tiếp theo họ không có cơ hội để cản phá nữa. Ok anh Sakatagin. Ok Sakatagin. Công nhận hôm nay trùng với lịch chung kết Singapore nên là hơi ít người xem, nhưng không sao, mọi người giúp Hùng chia sẻ đi thì sẽ có nhiều người xem hơn, mọi người ủng hộ Hùng đúng không ạ? Chia sẻ để tăng người xem lên để bình luận viên bình luận hay hơn nào. Ok, giải kia đẳng cấp hơn nhưng giải này có góc quay đẹp hơn và bình luận hay hơn nhá, có bình luận tiếng Việt nhá mọi người. Trước tiên mình tìm đến cầu lúc Đài Loan. Ok, điểm 16 cho Indonesia, có vẻ những nhận định của Hùng bắt đầu sai rồi.
tay vợt nữ Đài Loan, và đặc biệt tay vợt nữ mà nhìn hơi giống nam kia, đánh cầu hỏng khá nhiều. Cầu rất gắt thủ nhá, Indo thủ cầu hay quá nhỉ. Phản xạ quá nhanh, rất bình tĩnh. Điểm 11-6 chắc Khánh Huyền nhập đấy. Rất là vận động viên như Indo được Khánh Huyền nhập, đánh cầu hay như thế. Ok, Hoàng Tấn Minh không hẳn đâu ạ. Nãy cũng có hơn 200 người xem. Tuy nhiên có lẽ là do mình kết thúc live stream mà mọi người lại chạy đi đâu hết rồi. Chắc là chạy sang bên nhà tường nhà bạn khác xem rồi, bỏ mặc Hùng rồi. Bởi vậy mà Hùng sẽ phải cảm ơn những người đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng rất nhiều. Và vậy là nửa set đấu thứ nhất đã trôi qua, nội dung đôi nữ. Còn khoảng cách điểm số tương đối lớn đã được tạo ra. Điểm đang là 11-6 cho cặp đôi đến từ Indonesia. Và họ có một khởi đầu thực sự rất tuyệt vời. Ok, Hoàng Tấn Bình chính xác. Đôi nam sẽ là Hàn Quốc và Indo. Và Hùng nghĩ rằng có thể là trận đấu sẽ chỉ kéo dài trong 2 set dành cho Indo ở nội dung đôi nam. Ok, anh Dương Phạm. Dương Phạm nhận định rằng Indo sẽ thắng 2 set chắc chắn. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Xem những gì anh Dương Phạm nói có đúng không nào. Có một tình huống cầu bọc lót không tốt cho nhau của hai tay vợt đến từ Indonesia. Đội điểm 7-11 cho Đài Loan. Tiếp tục, vâng, rất đáng tiếc tình huống đánh cầu lỗi của tay vợt Indonesia. Tiếp tục là một điểm số cho Đài Loan, 8-11. Điểm cho Đài Loan 12-8, một tình huống ăn điểm khá là dễ dàng. Đúng rồi, Huyền Vũ, năm nay Indo có 8 đại diện vào đến bán kết và vào chung kết, hình như là cũng tương đối, chắc cũng phải 4-5 đại diện, 3-4 đại diện. Đây là set đầu thứ nhất nha mọi người. Đây mới là set đấu thứ nhất thôi. Và điểm đang là 12-8 cho... Vâng, vẫn còn. Có một tình huống cầu rất non. Trước đó đang có một tình huống không hiểu ý nhau giữa hai tay vợt đến từ Indo dẫn đến tình huống cầu non vừa rồi. Tay vợt đến từ Đài Loan đã không cho đối thủ của mình có cơ hội để sửa sai. Tổng điểm 10-12 cho Đài Loan. Cầu trong sân, tiếp tục là một điểm số cho Đài Loan, điểm 11-12. Vâng, có vẻ ở trận chung kết này thì trọng tài đã được trang bị tai nghe và đọc điểm thì có thể dễ dàng nghe được điểm số. Mọi hôm thì trọng tài không có tai nghe nên là Hùng rất khó để có thể nghe được điểm số của trọng tài, và mọi người cũng vậy. Đúng là chung kết thì nó có khác. Tiếp tục là cơ hội tấn công, và phòng cầu mạnh, có vẻ vợt của tay vợt đến từ Đài Loan hơi trùng rồi, đánh cầu ra ngoài nhiều quá. Điểm 13-11, Indo phát cầu vẫn còn, thủ cầu rất tốt. Còn tay vợt nữ tóc dài đến từ Indo phun thủ. Phun thủ nữa rồi. Nhưng từ trước đến qua thì cầu của cô ấy rất khéo léo và chính xác. Thủ cầu rất lì. Hùng phát hiện ra nội dung đôi nữ thì ít người xem hẳn, hôm qua cũng thế. Phải đến đôi nam kìa. Đôi nam hoặc đơn nam đánh rồi. Đôi nam với nhiều người xem.
hơi cao rồi. Vâng, nhưng đó là một tình huống, một tình huống bắt cầu rất nhanh của tay vợt nữ Indo. Điểm 14-12 cho Indonesia. Ok, cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình, đây là set 1. Mọi người nhá, đây mới chỉ là set 1 thôi, nội dung đôi nữ. Vâng, đến lượt các vận động viên đến từ Đài Loan ép cầu rồi. Vẫn còn, rất hay. Đó là một tình huống thủ cầu rất tốt. Cao rồi, nhưng vẫn còn. Indo khá dày dặn. Thủ kia, cổ tay rất khỏe. Đây là một đường cầu hay nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Tiếp tục một pha cầu ngoài của tay vợt đến từ Đài Loan, tay vợt tông ngắn. Tay vợt đó đánh cầu ra ngoài khá nhiều. Hôm nay tay vợt tới đánh cầu hơi tạ. Kết luận là hơi tạ. Không dài nhá, không dài nhá. Phun thủ nhá. Điểm 15-12. Đập cầu rồi, vẫn qua, rất tốt. Hey, hey. Hay thế nhỉ. Vâng, trọng tài ra định cầu ngoài sân. Bởi hẹn một cái ra ngoài rồi. Đổi điểm 13-15 cho Đài Loan. Chặn cầu rất hay, vẫn còn. Rất tốt, đó là một tình huống đánh cầu lệch tay. Tay vợt đến từ Indonesia đã không thể chủ động thủ cầu như mình muốn vừa rồi. Tiếp tục một điểm số cho Đài Loan 14-15, vậy là khoảng cách chỉ còn là một điểm nữa thôi. Liệu rằng có thể san bằng điểm số hay không? 15 đều chặn. Còn có vẻ ở những phút thi đấu vừa rồi thì cặp đôi đến từ Đài Loan đã bắt đầu cân được trong công gắt hơn. Vẫn nhanh, di chuyển vẫn rất tốt. Cổ tay vẫn rất khỏe. Quá lì, cung thủ rồi. Của cặp đôi đến từ Indonesia đã khiến cặp đôi đến từ Đài Loan đánh cầu hỏng. Quá lì. Vâng, vậy là cặp đôi Đài Loan đã không thể san bằng điểm số, điểm 16-14. Thủ quá lì. Có vẻ các anh em nam không thích xem cầu nữ cho lắm hay sao. Nay live stream đơn nam có khoảng hơn 200 người xem. Bây giờ chỉ còn 1/3 thôi. Đúng rồi, Sakaragin, cái bạn giống nam đến từ Đài Loan đánh cầu lỗi khá nhiều. Mười sáu mười bốn. Tiếp tục là một tình huống phá cầu. 17-14 đây Indonesia. Có vẻ hôm nay vận động viên tóc ngắn đến từ Đài Loan không có phong độ thi đấu thực sự tốt. Trong những trận đấu của vòng bán kết và tứ kết, Hùng thấy vận động viên này đánh cầu chuẩn và hay lắm. Nhưng không biết hôm nay bị làm sao. Đôi nam nữ sẽ là trận đấu sau nhá, Văn Trung Nguyên. Hay thế nhở, thủ tay nhìn thích thật, đánh có cũ cực kỳ. Đội tấn công đập hơi yếu. Vâng, đã bị bắt bài ngay rồi. Đội điểm 15-17 của Đài Loan, rõ ràng hàng mức tóc dài của Đài Loan đánh vào cầu cũng khá hay. Chỉ rất tiếc là đồng đội hơi tạm chút. Ok, xin chào Xì Chum nha, chào em. Hôm nay có live stream muộn quá, chia sẻ live stream chụp lỗi đi. Chính xác là hai cô tóc dài trên sân đánh tốt nhất. Cái chuẩn gơn là đánh hay hết. Nhìn cũng xinh hơn đúng không? Hôm qua cũng thế, hôm qua nữ của Malay cũng thế, rất xinh, đánh cầu rất hay. Nhìn mới khen.
Ok, vậy là khoảng cách chỉ còn là một điểm thôi. Vừa mình xin nói lại câu lúc nãy, liệu rằng cặp đôi đến từ Đài Loan lại có thể san bằng điểm số trong tình huống này không? Lúc trước thì họ đã không thể làm được điều đó. Nếu trong đường cầu này họ không thể làm được điều đó, rất có thể họ sẽ phải chịu thất bại trong trận đấu này. 16-17, rất căng thẳng. Không sẽ đánh giá đây là trận đấu điểm số quyết định chiến thắng trong trận đấu thứ này, thì mọi người thử theo dõi xem có đúng không nhé. Vâng, đây là chiến thắng trong ba trận này của Đài Loan. Và theo những điều ông vừa nói thì rất có thể cặp đôi đến từ Đài Loan sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Đúng là hai vận động viên tóc ngắn của hai bên đều khá tạ. Hello Hà Huyền Trang, hello anh Li An, hello anh Phan Thanh nha, mọi người vào live stream muộn nha. À, mọi người chia sẻ live stream rồi. Điểm số 17 đều rồi, những điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Liệu rằng bản lĩnh sẽ, cặp đôi nào sẽ bản lĩnh hơn nào? 17 đều. Khá căng thẳng. Đập cầu khá bổng. Một tình huống phản cầu rất thành công của đội tuyển của Đài Loan, nhưng rất tiếc tình huống đó cầu lại ra ngoài sân. 18-17 cho Indonesia. Ok, chị Nguyễn Lý, cảm ơn chị đã có lời khen. Vậy thì chị hãy chia sẻ live stream giúp em được không? Chia sẻ đến cho các đồng đội của chị cùng xem nào, hoặc là tang đồng đội vào đây xem cùng em được chị Nguyễn Lý. Điểm 18-17, liệu có là 19-17 hay không, hay là 18 đều? Khá khéo léo. Rồi, cơ hội tấn công. Đó là một tình huống cầu khá sâu. Tỉa ít thôi. Đài Loan phản cầu rất chủ động, nhìn rất hay. Nữ tóc dài của Indo đánh cầu rất hay. Vẫn còn, hay quá, đây là một tình huống cầu dài rồi. Ngon rồi, ôi vẫn được. Ngoài sân nữa rồi. 18 đều, rất hay. Trận đấu thứ nhất, nội dung đôi nữ chung kết. Thì em cũng không biết chị Tuyết ạ, chị Tuyết Nguyễn Anh ạ, em cũng không biết là sao không tăng được nữa. Mọi người có thể giúp mình chia sẻ để con số người xem tăng lên trên 100 người được không? 97 người rồi, 99 người rồi nhưng chưa thể chạm đến con số 100. Đã tụt xuống 97 rồi. 18 đều. Rất căng thẳng, rất kịch tính và rất hồi hộp. Đến cổ động viên còn phải hồi hộp nữa là 18 đều. Rất run, rất căng thẳng. Rồi, đó là một tình huống phạt cầu tốt. Ở ngoài sân, rõ ràng cặp đôi đến từ Đài Loan phản cầu ngược rất tốt, tuy nhiên thừa lực mất rồi. Indo tiếp tục vươn lên dẫn trước một lần nữa. 19-18, liệu rằng ở lần này thì họ có thể tạo ra khoảng cách 2 điểm và giành chiến thắng hay không? Ở 9-18, Indonesia phát cầu. Đây là một tình huống cầu lỗi của vận động viên áo, một vận động viên tóc ngắn đến từ Đài Loan. Hôm nay vận động viên này lỗi cầu khá nhiều. Ok, đã có trên 100 người xem, rất tuyệt vời. Điểm 20-18, cơ hội kết thúc trận set đấu thứ nhất thuộc về cặp đôi đến từ Indonesia. Họ có hai cơ hội để kết thúc trận đấu này. Điều đó họ có thể làm được. 20-18, khá căng thẳng. Cơ hội tấn công. Rồi chuyển sang thế phòng thủ rồi. Rất cố gắng nhưng mà được tình huống tận cầu trên lưới khá sát lưới. Tất cả bảo vệ viên nữ đến từ Indonesia không thể với cầu cho dù đã phải tung một cú bay người. 19-20, vẫn còn một cơ hội nữa cho cặp đôi Indo có thể kết thúc trận đấu.
Ok, live stream chất lượng không biết là có tốt hay không, nhưng mọi người có thể nhìn thấy được các vận động viên đánh cây vợt nào thì Hùng cũng cảm thấy rất vui rồi. Có lẽ là chất lượng mạng cũng khá ok đúng không mọi người? Mọi người có thể cho Hùng biết được không ạ? Nếu chất lượng mạng ok mọi người comment 1, chất lượng mạng kém mọi người comment 2 để Hùng được biết nào. Điểm 19-20 và đang có những thảo luận của hai vận động viên đến từ Đài Loan liệu rằng đó đây là một tình huống phát cầu dài hay là một tình huống phát cầu bình thường nào. Ok, cảm ơn anh Thọ Lê. Cảm ơn anh Thọ Lê cầm 1. 19-20. Rất đáng tiếc, không hiểu tại sao ưu điểm có quyết định như thế. Tay vợt nữ đến từ Đài Loan lại có một tình huống đánh cầu lỗi đáng tiếc như vậy. Ok, cảm ơn Nguyễn Duy Tuyên, cảm ơn Phương Lan, cảm ơn Nguyễn Lý. Vậy là trong trận đấu thứ nhất, ở điểm số cơ hội kết thúc trận đấu thứ hai thì cặp đôi đến từ Indonesia đã có thể làm được điều đó, đã có thể kết thúc trận đấu. Một set đấu rất căng thẳng với điểm số suýt soát 21-19. Xin chúc mừng cặp đôi đến từ Indonesia. Và liệu rằng đến trong set đấu thứ hai này cặp đôi này có thể làm được điều tương tự hay không, chúng ta hãy tiếp tục cùng Hùng theo dõi. Và trong những phút vận động viên đang nghỉ giải lao thì chúng ta hãy chào nhau được không ạ? Ok, xin chào chị Nguyễn Phương, xin chào Sakatagi, xin chào Yên Vũ, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, ủng hộ, theo dõi live stream của Hùng từ đầu live stream đến giờ. Thực sự rất tuyệt vời, mọi người thực sự rất tuyệt vời. Ok, xin chào chị Ngọc Nguyên, em chào chị. Cảm ơn chị nhiều. Ok, Hùng sẽ zoom màn hình nhỏ lại một chút để mọi người có thể nhìn bao quát sân hơn. Hôm nay thực sự là cũng có ít cổ động viên hơn so với Hùng tính toán. Hùng nghĩ rằng hôm nay sẽ có rất nhiều cổ động viên cơ. Ok, em xin chào chị Nguyễn Phương nha, cảm ơn chị. Xin chào chị Dân Hà nha, cảm ơn lời khen của chị. Hello Mạnh Du Ba Du. Mạnh Du Ba Du cũng là một streamer giống như Hùng vậy. Bạn ấy cũng đang ngồi tại nhà thi đấu và live stream các trận đấu cho mọi người xem. Nếu chất lượng mạng của Hùng kém thì mọi người cũng có thể xem tại live stream của Mạnh Du Ba Du. Hoặc ngược lại, nếu chất lượng mạng của Mạnh Du Ba Du kém thì mọi người có thể sang đây. Ok, may quá hôm nay chung kết tự nhiên mạng lại nét. Thực sự rất là may mắn. Sự may mắn đó được là nhờ tất cả mọi người đó. Ok, vậy là chúng ta sẽ trở lại với set đấu thứ hai. Chúng ta sẽ set đấu thứ hai sắp được bắt đầu. Cặp đôi Indonesia phát cầu. Vâng, nhìn là chúng ta biết là cặp đôi nào giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất rồi. Thắng sẽ được phát cầu trước. Ok, cảm ơn anh Mẹ Nguyễn rất nhiều nha. Cảm ơn lời khen, lời động viên từ anh và tất cả mọi người. Điểm số đầu tiên dành cho Đài Loan. Hiểu rằng cặp đôi Đài Loan có thể nỗ lực và giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này để chúng ta có thể được chứng kiến một trận chung kết thực sự không? Một trận chung kết trong vòng 3 set hay không? Tiếp tục là một pha thổ lỗi của đội tuyển đến từ Indonesia. Điểm 2-0 cho Đài Loan. Ok, cảm ơn anh Dương Phạm nhá. Ok, cảm ơn anh Trí Hiếu. Có vẻ hôm nay ở bên Viettel họ biết là Hùng live stream trận đấu này. Sao hôm nay họ cho mạng nét thế? Ok, điểm số 2-0. Mọi người có nghĩ rằng sau những phút nghỉ ngơi của set đấu thứ nhất họ có thể vào lưới, nhưng rất may mắn thì những cầu vừa rồi cũng có thể lần lưới. Mọi người có nghĩ rằng sau những phút giải lao vừa rồi, sau sự trao đổi chiến thuật của các vận động viên với huấn luyện viên của mình, thì diễn biến của set đấu thứ hai này có khác so với set đấu thứ nhất hay không ạ? Mọi người có thể cho Hùng nhận định được không? Liệu rằng set đấu này Đài Loan sẽ thắng hay là Indo thắng nào? Ok Phương Lan, nhưng mà anh sử dụng Vinaphone không phải Viettel nha. Đây là một tình huống đập cầu khá hiểm hóc ở giữa sân khiến cho hai vận động viên đến từ Đài Loan nhường cầu nhau. Điểm san bằng 2 đều rồi. Ok, xin chào chị Hương Cúc, cảm ơn chị, rất vui được làm quen với chị. Mọi người hãy gửi lời mời kết bạn cho Hùng đi nào. Hãy theo dõi Facebook của Hùng nào. Hùng live stream rất nhiều giải đấu, không phải chỉ giải này Hùng với Ly đâu nha. Cứ có giải là Hùng Ly. Thủ rất Ly. Đánh còn, hay quá. Đó là một tình huống cầu răng co. Chém, vâng.
một pha chém cầu rất siết của tay vợt nữ đến từ Indonesia. Thực sự đó một pha chém cầu rất sắc, một pha đập cầu chém thì đúng hơn. Hello Nguyễn Huy Hoàng, xin chào tất cả mọi người. Người tiếp tục dùng chia sẻ live stream nào. Ok, 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi Indo, khá xuất sắc, 3-2. Vâng, bên Indo đó là họ thủ cầu rất tốt, cơ hội tấn công đi rồi. Vẫn chưa thể giành điểm. Chặn cầu khá hay. Rồi. Hai tình huống đập cầu rất mạnh của cặp đôi đến từ Indonesia. Vâng, có vẻ trong set đấu thứ hai này họ đập cầu mạnh hơn set đấu thứ nhất. Điểm 4-2 rồi, 4 điểm số liên tiếp cho Indonesia. Nữ Indo, một vận động viên đánh vượt Victor. Vận động viên còn lại chắc cũng Victor nốt. Tại vì mặc trang phục Victor thì chắc là giày Victor thì chắc là vượt cũng Victor thôi. Một tình huống cầu không hiểu ý nhau của cặp đôi Đài Loan rất tiếc. Một tình huống cầu ngoài sân. Đổi điểm 3-4 cho Đài Loan. Điểm 3-4. Vâng, thực sự xem các vận động viên thi đấu mà bây giờ Hùng chỉ muốn để kết thúc giải đấu để Hùng có thể về để ra sân để tập luyện. Sau mỗi giải đấu như này thì Hùng khẳng định rằng tinh thần thi đấu và tập luyện cầu lông của mọi người nó sẽ lên rất cao, đặc biệt là những người trực tiếp đến sân xem các vận động viên thi đấu. Vâng, chiến thắng trong cầu vừa rồi của Indonesia. Có một tình huống đánh cầu ngang lỗi của vận động viên nữ đang làm đến từ Đài Loan. Đổi điểm 5-3 cho Indonesia và họ tiếp tục duy trì thế dẫn điểm. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoài nha, cảm ơn Yên Vũ. Victor gì thì anh không biết, dạo này anh hơi bị mù tịt về vợt em ạ. Bây giờ hỏi vợt Victor, Lailing hay Yonex thì Hùng đều không biết nha. Vì dạo này không kinh doanh vợt nữa rồi. Dạo này chỉ kinh doanh giày cầu lông thôi. Điểm 5-3. Indo thủ cầu rất tốt. Đó là một tình huống đập cầu xa tầm với của vận động viên đến từ Đài Loan. Nhưng rất tiếc đó là tình huống đập cầu ngoài sân. Đó là tình huống cầu ngoài sân. Một pha đập cầu rất mạnh khiến cho các khán giả thậm chí còn không thể nhìn thấy nó là trong sân hay ngoài sân nữa. 6-3. Khó thích nhờ, cơ hội tấn công. Cọc biên kia đòi đúng rồi. Lắc căng để người đập. Cùng thấy rằng mỗi khi vận động viên đến từ Indo đập cầu vào điểm đó thì họ đều giành điểm. Từ nãy giờ để được rất nhiều điểm số với những tình huống đập cầu vào điểm giữa sân đó rồi. Điểm 7-3 cho Indonesia rồi. Liệu rằng trận chung kết này sẽ là 2 set hay là 3 set đây? Hùng đang cảm giác rằng nó sẽ là 2 set. Ở trận đấu chung kết đơn nam lúc trước, hai vận động viên đến từ Indo, một huy chương vàng. Indonesia. Còn rõ ràng chỉ trong trạng thái hưng phấn thì các vận động viên mới có thể có những tình huống trích sót và móc cầu như thế. Rõ ràng cặp đôi đến từ Indo đang có phong độ thi đấu rất cao và rất ngẫu hứng. Điểm rút ngắn 4-7. Ôi, đó là tình huống cầu không hiểu ý nhau. Rất đáng tiếc mà tình huống mất điểm khá đáng tiếc. Điểm rút ngắn 5-7 cho cặp đôi đến từ. Vâng, trọng tài đang yêu cầu các vận động viên trở lại sân ngay lập tức. Nếu không trọng tài sẽ rút thẻ vàng ra ngay. Ở trong giải đấu này thì đã có trường hợp trọng tài rút thẻ vàng ra. Đó là trận đấu của Julian Cheong Kim Dak Jang đến từ Korea, Hàn Quốc. Còn đối đầu với cặp đôi Kim Saram và Tan Bong Heong đến từ một vận động viên từ Hàn Quốc và một vận động viên đến từ Hàn Quốc. Chắc chắn mọi người đều biết những cái tên đó đều là những tay vợt nổi tiếng top 1 của thế giới. Nhưng tất cả 4 tên tuổi đó họ đã phải dừng bước tại giải Shibucha thì đủ biết rằng giải đấu năm nay mạnh như thế nào. Điểm 8-5, đó là một tình huống phạt cầu dài và không bị bắt cao tay. Cầu rất hay, vẫn còn.
hơi cao rồi. Nó chỉ muốn phạt cầu. Chính là nếu như nó không phạt cầu thì rất có thể là đưa Đông Đô để phạt cầu như một nó. Vừa điểm 6-8 cho Đài Loan. Cần tí nữa này được. 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 Vẫn còn thủ rất tốt. Còn tay vợt nữ tóc dài đến từ Đài Loan. Đến từ Đài Loan một cầu rất hay, nhưng vừa khen rằng tay vợt đó đã tổ lớn rồi. 16 cho Indonesia. Cặp đôi đến từ Indonesia thi đấu rất ổn định. Còn cặp đôi đến từ Đài Loan có rất nhiều các tình huống tụ sát. Điểm 16 khoảng cách 4 điểm rồi, một điểm số nữa thôi. Hai vận động viên sẽ nghỉ giữa hiệp. Rất chủ động từ cầu, nhưng mà không được tính đến từ cầu thiếu lực. Thưa ơi, Nguyễn Phương, trận đôi nam sẽ là trận đấu thứ 5 nhé, và đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 thôi. Trận đấu sau lẽ sẽ là trận đấu đôi nam nữ thì phải. Đôi nam là trận đấu cuối cùng, có vẻ bên ban tổ chức họ muốn giữ lại chân, giữ chân các cổ động viên. Bây giờ là đến lượt Indo Hàn rồi. Tiếp tục là một điểm số cho Đài Loan, và họ ghi liên tục hai điểm số nhờ các tình huống tàu lỗi của cặp đôi đến từ Indonesia. Điểm 8-10. Vâng, lại là trời ơi, có qua có lại. Vâng, vậy là nửa set đấu thứ hai đã kết thúc. Cặp đôi đến từ Indonesia vẫn đang duy trì thế dẫn điểm với khoảng cách là 3 điểm, 11-8. Vâng, tiếp tục lại có những sự trao đổi của trọng tài và các học trò. Huấn luyện viên của Indo đang có những chỉ đạo, đang có những lời khuyên cho học trò mình. Huấn luyện viên của Đài Loan cũng vậy. Và nghỉ giữa hiệp chỉ có 2 phút thôi. Thực sự thi đấu chuyên nghiệp thì nó phải như thế. Ok, xin chào anh An Quyết Thắng nha, hôm nay anh vào live stream của em hơi muộn. Xin chào anh Mạnh Nho, huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông trẻ Hà Nội nha. Em chào anh, lâu lắm rồi không thấy anh Mạnh Nho xuất hiện tại live stream của em nha. Ok, chúng ta trở lại trận đấu là 11-8 Indonesia. Đập cầu ngoài sân, đó là một tình huống đập cầu hơi với huấn luyện viên nữ đến từ Đài Loan. Một pha đập cầu không chính xác, 12-8 cho Indonesia. Rất có thể trận đấu này sẽ chỉ kéo dài trong 2 set đấu thôi. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi đến từ Indonesia đã giành chiến thắng, và trong set đấu thứ hai này thì họ cũng đang dẫn trước đối thủ của mình với điểm số 12-8. Cơ hội tấn công. Vâng, có vẻ nữ của Indonesia một tình huống không hiểu ý nhau cho lắm, nhưng đã không xảy ra va chạm vào ai đâu. Thì rất hay. Vâng, không thể thủ cầu, lấy một tình huống đánh cầu vào khoảng nét của đội nữ đến từ Đài Loan. Chính xác là tình huống đó, nếu không thủ cầu kiểu đó thì không có cách nào khác cả. 13-8 cho Indonesia rồi. Khoảng cách càng ngày càng được nới rộng cho cặp đôi đến từ Indonesia. Gần như chúng ta đã sắp xác định được kết quả của trận đấu thứ hai này rồi. Thực sự rất khó để có thể có những biến chuyển trong trận đấu thứ hai này. Thủ cầu rất nhịp, thủ tì rất tốt luôn. Đội viên nữ đã tóc dài nhưng tìm đội thủ cầu tì rất tốt. Vẫn còn nhịp, cổ tay quá khỏe. Mệt lắm. Ôi,
bóng rổ, pha kéo lưới hơi cao, ông đánh giá là hơi cao. Đội điểm 9-14 cho vận động viên đến từ Đài Loan, khoảng cách vẫn còn là 5 điểm, thực sự quá khó. Trừ khi trường hợp vận động viên cặp đôi đến từ Indo mắc vấn đề về tâm lý, nếu không thì gần như không còn cơ hội cho Đài Loan nữa. Tiếp tục là tình huống cầu lôi của Indonesia. Một số thứ hai cho Đài Loan. Đây sẽ có chuyển biến trong trận đấu này hay không? Có chuyển biến trong trận đấu này hay không nào? Đội điểm 10-14 cho Đài Loan. Một tình huống cầu hơi lỗi của vận động viên đến từ Indo, nhưng rất tiếc là vận động viên đến từ Đài Loan đã không thể giành chiến thắng trong pha cầu vừa rồi. Một pha cầu khá vội vàng, mà chính ra đó phải là một pha cầu ăn điểm mới đúng. Xin cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình. Thì nữa sẽ diễn ra trận đôi nam của Hàn Quốc và Indonesia, đó mới là thực sự là trận đấu hay nhất của buổi ngày hôm nay. Và nhưng rất tiếc, khán giả đã sắp, ban tổ chức đã sắp trận đấu đó là trận đấu cuối cùng. Rồi vẫn khoảng hơn 4 giờ thì trận đấu đó mới diễn ra các bạn ạ. Thời điểm 11-15 cho Đài Loan, khoảng cách vẫn là 4 điểm. Đài sân rất tỉnh táo, một tình huống bỏ cầu rất tỉnh táo của vận động viên nữ đến từ Indonesia. 16-11 lại là 5 điểm rồi, quá khó cho Đài Loan trong trận đấu này, trận đấu này. Điểm 16-11. Đó là một tình huống thủ cầu hơi lỏng tay của vận động viên nữ. Tìm một. Uống nhanh đấy. Điểm 12-16. Cơ hội tấn công, không tấn công được. Có một tình huống vận chuyển khá khó. Có vẻ Đài Loan đang công gắt hơn rồi. Chuyển. Đây một cầu rất tốt. Ngon ạ. Rất cho đối thủ. Mình nói thật, nếu mà Indo cứ đánh theo cách thủ cầu như này thì rất có thể đối thủ sẽ sung lên. Nếu đối thủ liên tục tấn công mà giành được những điểm số thì họ sẽ sung lên rất là nhiều. Ở điểm 13-16 cho Đài Loan, khoảng cách đang được dần được cặp đôi Đài Loan rút ngắn rồi. Ok, Long Đỗ, nhà thi đấu quận Tây Hồ nằm trên đường Võ Chí Công nha. Tỷ lưới khá hay. Thất cầu quá chuẩn luôn. Và rõ ràng các vận động viên thế giới không phải là những đường cầu của họ vẫn còn. Thủ hay quá nhỉ. 17-13 cho Indonesia, rất xuất sắc trong tình huống thủ cầu và sau đó thì họ đã có thể dứt điểm và giành chiến thắng. Rất tuyệt vời. 17-13 rồi, khoảng cách vẫn còn là 4 điểm. Thực sự trong tình huống lúc trước thì cặp đôi đến từ Đài Loan đã có cơ hội để giành điểm nhưng cầu của họ hơi hiền. Thực sự trong tình huống bắt lừa đấy, vận động viên đến từ Đài Loan đánh cầu hơi hiền và chưa đủ quyết đoán. Em chào thầy Hoàng Anh Đức, xin chào Đăng Ly, xin chào Minh Giang, chào tất cả mọi người. Có vẻ cặp đôi đến từ Malaysia đang tô giờ và khiến trọng tài khá bức xúc từ nay đến giờ, khá nhiều tình huống. Trọng tài đang có những nhắc nhở. Vận động viên đến từ Indo có vẻ không để tâm cho lắm. Điểm 17-13.
rất nhanh, một điểm số rất dễ dàng cho như này là thời điểm 15-17. Nếu trận đấu này có sự chuyển biến thì đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Còn nếu cặp đôi đến từ Đài Loan không thể làm được điều này thì rất có thể họ sẽ phải chấp nhận dừng bước. Chính xác là đây là trận đấu cuối cùng rồi, họ sẽ chấp nhận trở thành Á quân. Thủ hay quá nhỉ. Từ ngoài sân rất đáng tiếc cho cặp đôi này. Loan 18-14 rồi, chính thức mình có thể tuyên bố 99.99% là cặp đôi Indo thắng trong trận này. Sau pha cầu vừa rồi, thấy Đức chia sẻ livestream giúp em đi thấy rồi. Rất đáng tiếc, chúng ta thất cầu không chính xác. Đó là một pha cầu khá ẩu. Thời điểm 15-18 cho Đài Loan. Cầu khá sắc, đập đi. Đúng rồi, cơ hội tấn công chuyển cho qua Đài Loan. Cầu ngoài sân 16-18, còn 2 điểm số liên tiếp của Đài Loan, liệu có thể là 17-18 và 18 đều hay không? Đường 16-18 Đài Loan thất cầu. Rất may mắn đó, tình huống đập cầu lật lưới của Indonesia. Vâng, trong thi đấu không những cần đánh hay mà nhiều lúc cần phải có sự may mắn nữa. May mắn quyết định 10% chiến thắng đấy. 19-16, 2 điểm số nữa thôi, cặp đôi Indo sẽ giành chiến thắng. Bắt bài rất nhanh. Rất tiếc cho tình huống chủ yếu của Đài Loan. Nếu đó là tình huống cầu qua lưới thì rất có thể điểm số đó sẽ đánh cho Đài Loan. Điểm số cuối cùng của trận đấu thứ hai và cũng chính là điểm số cuối cùng của trận đấu chung kết nội dung đời nữa này. Cặp đôi đến từ Indonesia có 4 cơ hội, tiếp tục là 4 cơ hội để giành chiến thắng. Còn lúc trước là chỉ có 2 cơ hội thôi, còn bây giờ là 4 cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này. Chẳng có lý gì mà họ không làm được điều đó cả. Thậm chí ngay lần đầu tiên này họ có thể làm được chăng? 21-16 chăng? Không thể chê vào đâu được. Vâng, một niềm tin, một màn ăn mừng rất tuyệt vời. Rồi, một chiến thắng rất xứng đáng của Indonesia. Thực sự rất xứng đáng. Trong trận đấu này họ đã thể hiện một phong độ thi đấu hết sức ổn định và có một phong độ thi đấu rất cao, tốt, một cú bắt tay rất đoàn kết. Vâng, vậy là trận đấu chung kết thứ hai ở nội dung đôi nữ cũng đã kết thúc và trận đấu sau sẽ là trận đấu ở nội dung đôi nam nữ. Mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để nhận được thông báo ngay khi mà Hùng phát live stream tiếp theo nhá. Bây giờ Hùng sẽ kết thúc live stream để ban tổ chức có thể trao giải cho các vận động viên cũng như là có thể tiết kiệm dung lượng để có thể live stream chất lượng tốt nhất gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tí nữa quay trở lại live stream của Hùng nhá, khoảng 10 phút nữa.